Chào cả nhà nhé, chào cả nhà. Hôm nay mình lại làm một cái món này đặc biệt lắm. Nói chung là từ hôm có làm cái phi ra thì nó nhiều, làm nhiều món lắm. Cái phi để sấy thịt hun khói, hôm nay mình sẽ chia sẻ cả nhà cái món này, cá nhé. Hôm nay mình lại làm cá tiếp. Mình kiếm được mấy xuống nhà ao thì buổi tối kiếm được mấy con cá trôi này. Đấy, cá trôi, cá rô phi, đấy, to. Và mình sẽ mổ ra, mổ ở cái lưng nữa nhé cả nhà nhé. Mình sẽ mổ lưng nó ra xong bắt đầu là chỉ cần mổ mới bóc mang thôi, bóc ruột thôi, không cần đánh vẩy. Bắt đầu mình sẽ ướp hạt dổi, mắc khén, giềng. Nên mình sẽ sấy ở trong cái phi nha, gọi cá các bếp đấy. Nhưng bây giờ bắt tay mình sẽ dừng máy này đi mổ cá một kiếc nha cả nhà nhé. Đây cả nhà, mình đã mổ xong rồi đây. Đây là rô phi này. Đấy, mình mổ lưng nhá. Đấy, ngon chưa cả nhà. Đấy, đây. Mình sẽ cho, mình sẽ tẩm ướp rô phi, còn đây là cá trôi. Đấy, trôi to chưa. Trôi mình mổ, còn mổ lưng hết cả nhà. Đấy, mình sẽ tẩm ướp gia vị, mắc tẩm ướp gia vị, mắc khén hạt dổi vào thế là giềng chứ, rồi mang lên là sấy trong phi nhá. Đây chưa, mình là một trôi này, một rô phi này, hai rô phi này, ba con, bốn con, năm con, sáu con này, sáu con đấy cả nhà. Mình mổ lưng này, đấy. Mổ lưng không chặt vây chặt vảy gì nhá, cứ để nguyên đấy thôi. Bóc mỗi cái mang cái miếng này nó sạch đi, rửa sạch sẽ đi. Làm đúng bài bản chưa? Đây. Trôi này, đấy. Trôi này trôi ta đấy. Trôi này bùi tôn trôi này ăn thì ngon lắm. Một con này nữa. Hai con này. To chưa? Ba con. Bốn con. Năm con. Sáu con này. Đúng một thau. Cái này phải hơn với yến đấy cả nhà. Sáu con mới lại rô phi. Bây giờ mình sẽ cho hạt dổi, mắc khén và các thứ này mình tẩm ướp nhé. Nên mình tẩm ướp theo cách của mình cho thêm giềng nữa này cả nhà. Giềng mình nười giã thì mình mua xay rồi. Cho nó ngấm vào. Giềng này. Cho ít muối này. Vừa vừa luôn nha. Đây. Một bát hạt dổi mắc khén này cả nhà. Hạt dổi mắc khén mình cho hơi nhiều thôi, để mình ăn được đấy. Đấy. Ngon đi cả nhà. Thế thôi. Từ này bớt lại để làm nước chấm. Làm chấm chéo. Có ít mì chính nữa. Nguyên cái gia vị này đã thơm rồi cả nhà nhỉ. Đấy. Đấy. Nhà, mình sẽ đi xoa bóp nó vào hết các em nó vào. Đấy, ngon được rồi. À, rồi mắc khén mì chính các kiểu con đà điểu. Các kiểu con đà điểu. Đà điểu con các kiểu. Đấy. Cảm ước cho nó ngấm vào đây cả nhà, xong rồi là mình mang đi móc vào treo xong phi. Cả nhà thích ngon không? Này phải nếm nếm lên gì kiểu này, nó vào xương đấy, vào xương này, tay nó vào xương là hơi nhọc này. Ngon thế nhỉ, nghi đi. Rồi mình sẽ để cho ngấm vào nhé cả nhà nhé. Xong bây giờ đi gióm củi, còn cá các bếp nhưng mà đây nhá, nó đi nhóm bếp, rồi tự mình lấy cái móc sắt mình móc từng con rồi mình treo trong cái phi. Đấy cả nhà, mình đã xong rồi này, rồi. Những cái sắt này nó tẩm ướp nó ngấm hết rồi, bây giờ mình sẽ móc vào những cái sắt này đây. Đấy, mình đã nhóm bếp phi rồi, những bếp trong củi rồi, trong phi này, đấy, thấy chưa? Đấy. Đấy. Nên khói nhá, nên khói nhẹ nhẹ thôi, cho nó sấy, gọi cá sấy các bếp cho nó cứ từ từ thôi. Đấy, những cái này mình sấy thịt thì cả nhà nhìn nó bóng nhớn, mỡ nhờn này. Đấy. Con này tiện, nó thích ăn cái đồ sấy hun khói kia là làm cái này nạp xưởng, nạp xước ấy. Ngon lắm. Thế bây giờ mình sẽ treo nó vào đây nhé, từng con một vào đây. Đấy, mình sẽ treo cá nó vào cả nhà. Đây. Đấy, cái con bé này mình treo cao lên được cả nhà này. Đấy. À, ngon chưa cả nhà, tẩm ướp gia vị thơm chưa, giềng giếc các kiểu con đà điểu thơm phức. Cũng treo con rô phi và các phần cùng ở trước.
cá các bếp. Khó sấy đảo đều lên nên là nhanh ăn lắm cả nhà, nhanh chín lắm, trong này tại trong này nó om thơm lắm, hạt dổi mắc khen. Đây, còn đây là những ống cá trôi nhé cả nhà nhé, cá trôi to chưa. Toàn cân hơn cân một con hết cả nhà. Thơm phức, mùi hạt dổi mắc khén nó thơm lắm cả nhà. Phi này mà sấy thịt cũng được nhiều phết đấy cả nhà. Con này cân rưỡi này, con này to nhất đấy cả nhà. Giời, tuyệt vời luôn đấy. Thơm phức cả xóm một mặt hở mắc khén. Như cả nhà thấy không? Một dàn. Một trôi, hai trôi, ba trôi, bốn trôi, năm, sáu, bảy, bảy con trôi. Thỉnh thoảng lúc vài tiếng nữa mình sẽ dở lên một lượt cả nhà kiểm tra thăm dò. Ngon quá cả nhà, thơm lắm, hạt dổi mắc khén rất thơm. Cá hun khói. Đấy cả nhà, sau gọi là một ngày, hơn một ngày tí là cá sấy đã xong hết nha, chín ngon lắm cả nhà, khô giòn dẻo ngon, ngon lắm cả nhà, thơm phức luôn. Bây giờ mời cả nhà cùng mình vào thăm cá lấy để review cho cả nhà cùng xem nhé. Cá sấy phi, cá các bếp đấy, nhưng bây giờ sấy phi. Ôi, bật điện lên, khói quá. Đấy nha cả nhà, một hai, úi giời ơi, bốc khói ngụt chưa. Khô giòn thơm ngon lắm cả nhà. Đấy, úi giời, được đấy, ngon đi cả nhà. Đấy, hạt dổi mắc khén này, uống bia thì ngon lắm, ăn cơm cũng ngon. Đấy, sau khi sấy nó còn có khô, còn từng này khô cong luôn. Cá sấy các bếp, cá sấy trong phi đấy, là cái phi này tiện lắm cả nhà. Mình sẽ mang ra để chia sẻ cả nhà nha, hương vị của nó ăn ngon lắm. Mình sẽ cấu mấy cái rau để ăn ghém với này cơm nha. Đây, đấy, cá các bếp đã xong, cấu mấy cái rau má này nữa này cả nhà. Tốt chưa? Rồi cả gốc lên được, ngon rồi cả nhà. Mỗi thứ một tí. Đây lại câu ít dấp cá nữa cả nhà. Tốt chưa? Nấu cũng ăn. Không chịu làm video ở một mình ở nhà tốt mình cái nào ở nhà hay ăn mỗi thứ một tí. Đấy, có nhanh hết cả nhà. À, thấy chưa? Chậu này, chậu kia. Trên mái nhà tốt ai ăn từ này ăn thoải mái chưa cả nhà. Bữa cơm trưa của mình ấy, mình nên cấu mỗi thứ tí rau trên vườn, trên trần nhà, trần bếp, khu vườn thượng uyển của mình trên kia, nên kia nên lấy mấy quả cà trên kia nữa, tốt cả nhà. Đây, có tí mưa mát rồi tốt. Đây là mấy cây chanh của mình này. Rất thêm vài quả cà nữa, vài quả cà để ăn ghém. Mình thích ăn cà sống lắm cả nhà, nó rất ngon. Xưa vợ mình rất là bao nhiêu để muối, sa sổi. Cái chanh này năm ngoái nhiều quả, năm nay không thấy quả, kiểu nó thế nào ghép. Đấy, cái gì mình cũng rồng hết ở đây.
làm luôn một cái ngọn lá chua nữa. Đây, rau dền chua ăn chua lắm cả nhà. Là tiền rơi rồng hết kín rồi này, nó mát bụi cây. Nhìn rau răm tốt chưa, luôn mở có tí mưa cái tốt ngay, bụi dền chua này nhé. Bụi hẹ tốt chứ cả nhà, có hoa này, cấu một vài cây nữa. Tốt thật đấy. Cấu mấy cây này nó ăn thoải mái. Đây dàn nạc tiên của mình trên đây này. Cả gai. Có hoa nhưng không có quả. Cũng điên. Đây mình sẽ xuống rửa rau này để làm cơm nhá. Bữa cơm trưa với lại cá hun khói. Bỏ máy rồi, sạch sẽ rồi cả nhà. Cây hành này, cây hẹ nó mập tốt như này. Đất mới, chậu mới. Hành này. Đã xong. Đấy, cả nhà đã xong, mời cả nhà ăn cơm biển nữa nha. Đấy, bát cơm nóng này, chẩm chéo này, rau muống muối chua này, thịt luộc này. Đây, chủ yếu là chia sẻ con cả nhà cá hun khói đây. Đấy, mình chỉ lấy một con để ăn thôi nha, còn để đây kia. Đấy, ăn con này một bữa là chả bã mồm con này. Rô phi toàn rô to như bàn tay đấy cả nhà. Đấy, hun khói nó quắt thế này khô. Đấy, bia ngon lắm, dài. Đấy, rau cỏ của mình làm non bia cho nó mát mẻ. Đấy, mời cả nhà ăn cơm với mình nha. Cơm với biển. Ôi, bọt chanh vào đây nè. Bọt chanh vào chầm chéo. Chéo để chấm rau cả nhà. Chấm rau với chấm thịt luộc. À, làm lon bia. Đây cả nhà mình chia sẻ đây. Cả các bếp của mình đây nhá. Khổ giòn, ăn dai lắm, cái này uống bia tuyệt vời đấy cả nhà. Ăn này trước khi ăn thì bóc cái vỏ này cả nhà, bóc cái mang này, cái vỏ của nó ở đây. Đây cả nhà, bóc rất dễ nhá. Ở đây chưa cả nhà. À, bóc nó dễ lắm, đây này, đấy. Còn nguyên cái thịt chả không này. Ngon lắm. Chấm thêm thịt chấm chéo nữa. Cá sấy các bếp, cá hun khói. Bây giờ ăn con này, nó cũng con này thoải mái lắm. Con cá trôi to kia nữa kìa. 6 con trôi to. 6 trôi phi. Rau cỏ của mẹ. Cây nhà lá vườn. Cây nhà lá trên trần. Rau má, rau dấp cá, mỡ thương đi rồi còn hẹ. Đây chậm xéo, cho nó pha nước để chấm. Chà. Đây là cục thịt luộc. Để cả cục mình lấy luôn. Mình lấy cả cục của vợ mình nó luộc, mình lấy luôn cục nào. Với rau muống muối chua nhá, ăn thịt luộc. Cá và ươm.
bia ngon lắm. Thơm hạt dỗi mắc khén, tê tê cay ớt. Hạt dỗi mắc khén riêng mình chia sẻ anh nào khen là bóc cái vỏ ra này, và cho nên là không phải đánh vẩy đánh cái gì cả nhá. Cái cá sấy này mà ăn cơm nếp mà ngon lắm, là hợp, là cực kỳ luôn, cực kỳ nhẹ to tướng cả nhà, rau rất tốt cho sức khỏe. Mình mới chỉ có làm video mình mấy cái vườn rau này là hết rồi. Thịt luộc, luộc chấm chấm chéo ngon lắm. Rồi được chưa? Xuống kia đây. Để cho muối chua. Cả nhà nhìn cây nhẹ của mình nó to chưa, đất mới nó tốt, rau má này. Nhẹ rau má, rau dấp cá này, rèn chua này. Đó, mỗi thứ một tí này. Gấp vào nghe vào đây, lúc đó cả nhà nhá, cây nhẹ này miếng vào cước. Cứng lắm cả nhà. Còn cái da đấy. Ngon chưa nhỉ? Cứ thơm mà ngon. Tuyệt vời ngoài trời. Có cả rượu riêng thơm. Sương đời. Chéo là cay lắm cả nhà. Mình ăn là đủ bán luôn. Nhưng mà chấm chéo thế mới là đúng bài của nó. Chấm chéo nó không cay này. Không phải là chấm chéo cả nhà cũng vậy đâu.
bạn ăn được cay thì mới thưởng chéo. Nha. Ừ. Đây một. Ăn béo lắm. Mất rồi. Giòn tan cả nhà. Sấy này là hơi kỹ rồi cả nhà, kỹ nướng lắm rồi. Cá sấy. Bữa này đến bữa là mang ra ăn thôi, không cần phải làm gì nữa. Còn khô, gọi chín khô hết. Này còn trong chỗ còn giòn tan. Đấy, cả nhà. Bóc ra bằng này. Đấy. Cho nên là không cần phải đánh vẩy như nhé. Nhiều bạn này bảo sao không thấy đánh vẩy, các bếp thì không cần. Đúng mình ăn được nột cái này ra là xong. Tại mình có thời gian mới sấy được kiểu như này, còn người ta làm hàng người ta không sấy như này đâu. Thế này mà chết, hao cá. Không phải đồ hàng chợ thì phải biết rồi. Chỉ cần làm nó đẹp mắt này. Mẫu mã nó đẹp rồi, chất lượng thì không cần biết. Đấy, thấy chưa? Ngon nhỉ? Đấy, cá rô phi nhé. Làm cái này ngon. Thì nhà to nhỉ. Nó cục buồn, dòng má cũng tốt, nó nhẹ cũng tốt. Nó bút một hoàm. Cây dần chua. Tốt cái hành. Dầu má này mua các kiểu con đà điểu. Lập. Mỡ to luôn. Nhà thấy cây hạnh nhại to. Đấy. Kín mồm.
Đúng ạ. Dài thơm như cá mực. Ngon lắm. Dài như cá mực. Cây nhẹ to này.